Xin chào toàn thể quý anh chị em đã quay trở lại với video của đồng hồ Duy Định Rất vui được gặp lại các bác trong video tiếp theo của đồng hồ Duy Định Với hai mẫu sản phẩm đến từ thương hiệu Nhật Bản Bao gồm Oren và Seiko Và riêng hai mẫu sản phẩm này Duy Định cũng có mới cập bến cho các bác Với những chiếc đồng hồ mà bên em có săn về được Từ thị trường Nhật Bản Và có những cái mẫu sản phẩm mà là máy mới trong video này Anh em quan tâm đến những mẫu sản phẩm thương hiệu Nhật ví dụ như Oran, Oran Star hoặc là Seco, Seco Preset uh, hoặc là những cái thương hiệu uh, đến từ Citizen thì các bác có thể liên hệ với bên em qua số hotline cũng như là Zalo để được tư vấn và hỗ trợ cũng như là sẽ đặt hàng về cho anh nha với một cái mức giá vô cùng là tiết kiệm và với những bản sách tay order trực tiếp từ thị trường Nhật Bản về luôn có mức giá ngang bằng với mức giá đại lý uh, mà bên thị trường Nhật Bản người ta gửi về nên anh em hoàn toàn yên tâm về mức giá và thứ hai nữa nguồn gốc xuất xứ cam kết là 100% chính hãng đến từ thương hiệu. Và với chiếc sản phẩm đầu tiên thì có lẽ đây là một cỗ máy mà được anh em săn đón rất nhiều. Trong thời điểm mà cách đây khoảng một năm trước thì Duy Định cũng có về khá nhiều cái dòng orange đây này. Tuy nhiên thì một thời gian trước đây nó đã hiếm hàng và cái số lượng nó không còn nhiều nữa. Đó, thế nên là trong thời điểm hiện tại bên em cũng có về thêm được cho anh em trong đợt này mức giá cực kỳ tốt và chúng ta sẽ có một cỗ máy của Oran và có một cái vóc dáng đến từ bản Thụy Sĩ đó chính là dòng Rolex có lịch đết đây ở vị trí góc 12 giờ đó chúng ta có một chiếc đồng hồ rất là sang trọng và với một kích thước của dòng này khá là dễ đeo cho các bác có chu vi cổ tay nhỏ với tầm khoảng tay 14 15 hoặc là 16 có thể sở hữu cái dòng Oran Date đây này rất đẹp và với kích thước mặt số của sản phẩm là 40.5 các bác nhé. Khá là phù hợp và dễ lên tay với cổ tay uh, vừa và nhỏ. Có thể sở hữu được chiếc này. Nó đi kèm với một thần, uh, phần dây và phần khóa mà được rất nhiều anh em ao ước. Đó chính là chúng ta sẽ có dây mắt nhỏ. Và đi kèm với đó sẽ có một bộ dây kết hợp với khóa bướm. Uh, dây kim loại mà kết hợp với khóa bướm thì anh em rất là thích cái bảng dây này. Vì thứ nhất là lên tay nó gọn gàng và với cổ tay nhỏ thì rất cần với một cái uh, thiết kế mà nó gọn gàng với cổ tay nhất có thể đó là cái về thiết kế tổng quan bên ngoài phù hợp với anh em có chu vi cổ tay vừa và nhỏ và với cái dòng Oran tết đây này là bản dự định mua được tại thị trường nhật bản và nó vẫn về một phiên bản hộp rất quen thuộc có sách hướng dẫn kèm sổ international bảo hành quốc tế của chữ Oran này tại thị trường nhật bản và có sách hướng dẫn À, và chiếc này nó có một vẻ đẹp của cái dòng sản phẩm với thiết kế là mặt trắng kim xanh nha em nhé mặt trắng kim xanh mang lại cho chúng ta cái sự thanh lịch và nó có một cái điểm nhấn trên mặt số rất là đẹp với cái kim xanh này đó và dòng kim vót nhọn kim kiếm có ô lịch ngày ở góc 3 giờ và chúng ta vẫn giữ một ô lịch thứ góc 12 giờ ở ờ, đúng với cái tên gọi của dòng là Orange đây chiếc này thì đang sở hữu một cái mặt số là màu trắng trải tia đi kèm với cọc số nổi sẽ có cái sự nhấn nhá đó chính là cọc số la mã 369 và 12. Chiếc này thì sẽ được trang bị một bộ kính khoáng rất là trong trẻo, có khả năng chống xước và chống va đập cũng khá là ổn định. Và với phần dây thép đúc của sản phẩm thì cho thấy chúng ta là cái độ hoàn thiện của cái dòng này nó là một cái phân khúc hoàn thiện khá tốt. Còn về thân vỏ của sản phẩm thì sẽ có núm chỉnh góc 3 giờ. Hai bên cạnh sản phẩm sẽ có đánh phay xước dọc. phần tai càng thì khá là ôm tay và gọn gàng nó không bị quá to so với Seiko với Seiko thì thường thiết kế cho anh em có chu vi cổ tay lớn một chút sở hữu nó sẽ hợp lý hơn còn Oran thì thường hay gọn gàng và giúp cho chúng ta có thể nên tay với cổ tay nhỏ về mặt sau thì chúng ta sẽ có một cỗ máy của dòng là đầu máy F6B22 sẽ có cỗ máy có 22 chân kính và máy cơ tự động sẽ đầy đủ các cái thông tin ở mặt sau tem chính hãng của Oran màu trắng bạc và bản Min Japan được sản xuất và lắp ráp hoàn toàn tại tập đoàn Epson của Oren và với cỗ máy này sẽ được sử dụng và lưu hành tại thị trường Nhật Bản với một cái thể tác của sản phẩm sẽ có mã số đó chính là RAAX0005S bản này thì sẽ gửi tới cho anh em à, với cái mức giá trong thời điểm hiện tại là 4 triệu đồng chẵn với một bản mới 100% và chúng ta có mức giá vô cùng tiết kiệm nếu các bác mua trong hãng đang có mức giá của sản phẩm này là tầm khoảng 7 triệu rưỡi tại mức giá hãng còn anh em tiết kiệm hơn có thể mua săn sale ở thị trường Nhật Bản về mức giá sẽ tốt và tiết kiệm hơn còn anh em sẽ yên tâm tuyệt đối là với những cái bản mà các bác mua ở thị trường Việt Nam vẫn đều được bảo hành cho anh em và với một cái chế độ bảo hành tại đồng hồ dự định cũng rất là tuyệt vời và sẽ miễn phí ship toàn quốc đối với tất cả những cái mẫu sản phẩm mà các bác đặt hàng bên em nhé đó là chiếc đồng hồ đầu tiên về dòng Orient đây rất là đẹp và thanh lịch chiếc này phải nói là một chiếc sang trọng đủ cả lịch ngày và lịch thứ cho các bác có thể lên tay đó là chiếc đồng hồ đầu tiên thuộc dòng đít đây rất là đẹp và nhỏ gọn dễ dàng lên tay và chuyển sang sản phẩm số 2 nếu mà anh em yêu thích một phiên bản đến từ Seiko và mang phong cách của một chiếc cũng sang trọng và đơn giản chiếc này thì vẫn đầy đủ hộp sổ của hãng với phiên bản hộp tại thị trường Nhật nội địa À, với phiên bản này thì sẽ có cho anh em một thiết kế hở tim ở vị trí góc 9 giờ và với cái dòng này thì nó mang cái tên gọi là dòng SCV051 à, SCV053 là mặt đen SCV051 là mặt trắng các bạn nhé với mức giá thì theo tại thị trường Nhật Bản là 30.800 yên và nếu các bác mua tại đồng hồ duy định đang có mức giá sàn sale cho anh em trong thời điểm này là 4 triệu 200 ngàn một cỗ máy mang thương hiệu Nhật Bản và đến từ dòng seco thì với cái dòng seco thì anh em nếu mà các bác mà đã sở hữu nhiều cái dòng seco rồi thì chúng ta vẫn tin tưởng và lựa chọn seco thôi uh, seco nó sẽ có những cái thiết kế nó đơn giản hơn không quá cầu kỳ và không quá trẻ trông như cái dòng oran uh, nên các bác có thể chuyển sang dòng seco nên tay nó sẽ nhẹ nhàng và thiết kế đơn giản hơn Chiếc này thì nó đi kèm với mặt đen piano uh, và sẽ có khi mà cọc số được uh, phủ lung hay gọi là phủ dạ quang rất là sáng và tiện lợi cho các bác có thể theo dõi giờ nó dễ dàng hơn. Và chiếc này thì dạ quang cực kỳ tốt. Đối với dòng Seiko thì dạ quang cực kỳ tốt các bác nhé. Đó. Hiện tại thì vừa trong hộp ra. Thế nên là các bác cũng có thể khi mà chiếu đèn vào một lúc thôi là dạ quang nó sẽ lên cho anh em cực kỳ sáng. Về thiết kế của chiếc này thì sẽ có dòng size SCVN là 42. Phù hợp cho các bác cổ tay tầm khoảng 16 và thân vỏ và phần dây của chúng ta vẫn là thép đúc nguyên khối. Tuy nhiên thì Seiko nó sẽ thiết kế theo cái thiên hướng đó chính là thể thao một chút. Nó nên bản này thì size 42, càng to, dây đúc cũng là dây đúc rất dày phù hợp cho các bác cổ tay to tầm khoảng 16 sở hữu chiếc này thì cực kỳ đẹp. Và kết hợp với dòng thể thao nó sẽ có đi kèm với một bộ khóa gập hai lớp này. Khóa gập hai lớp chống bung nha các bác. Và chúng ta sẽ có logo của Seiko và khi sử dụng khóa này chúng ta yên tâm tuyệt đối là gần như không bao giờ rơi hay là tuột khóa trong quá trình sử dụng. Còn về cỗ máy thì đầu máy của dòng máy này sẽ có cỗ máy đời cao là 4R38A và được trang bị là 24 chân kính. Cỗ máy sẽ có khả năng cót tay, có hỗ trợ cót tay và có cả giường kim dây ghi chỉnh giờ. Khả năng kháng nước khá cao với độ chống nước của sản phẩm là 13. À, khá là thoải mái cho các bác có thể đi mưa rửa tay và sử dụng với nước hàng ngày. Có thể tắm được trên cái dòng sản phẩm Seiko này. Đó, còn độ chống nước của sản phẩm thì các bác cũng uh, yên tâm là seco là một trong những cái thương hiệu có độ chống nước tốt và ổn định bền bỉ nhất trong những cái dòng còn lại. Đó, nên anh em cũng yên tâm về độ chống nước của Seiko. Chiếc này thì 13, rất thoải mái. 13 thì khả năng kháng nước của nó các bác có thể tắm được. Và hiện tại thì với cái dòng sản phẩm này gửi tới cho toàn thể quý vị và các bác với mức giá là 4 triệu 200 ngàn. Vẫn có một cỗ máy mới 100% đầy đủ hộp sổ. Và bên em sẽ miễn phí ship toàn quốc đối với những cái sản phẩm mà gửi tới tay cho khách hàng. Các bác có thể kiểm tra hàng trước khi thanh toán đối với những mẫu sản phẩm này. Và sẽ có uh, phiếu cam kết chính hãng đi kèm, thẻ bảo hành, hộp, sổ, sách hướng dẫn của hãng. Nên các bác cũng yên tâm là khi mua ở xa hay là các bác mua ở gần thì đều đảm bảo cho anh em là 100% hàng chuẩn như trong hãng. Đó, và mức giá thì chúng ta có mức giá tiết kiệm hơn kiệm hơn trong hãng một chút nên em cũng có những cỗ máy uh, cũng khá là tiết kiệm để có thể uh, bỏ cái phần chi phí đó các bác có thể mua thêm một chiếc máy mới khác nó rất là thoải mái cũng như là ok về tầm tiền ở uh, trong video ngày hôm nay cũng cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã bớt chút thời gian để theo dõi video này rất mong anh em bớt chút thời gian để đăng ký Kênh ủng hộ Duy định có những cái video chất lượng hơn có những cái mẫu mã sản phẩm phù hợp hơn với các bác Ờ, rất là cảm ơn sau đây thì em xin kết lại video tại đây xin chào và hẹn gặp lại